Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ nói về vấn đề thọ yếu ở trong khoa tử vi. Thì cái vấn đề về thọ trường của con người vẫn là một vấn đề được quan tâm khá nhiều. Nhưng mà nó không phải là vấn đề được đặt lên trên hết. Cuộc sống có rất nhiều thứ mà con người ta yêu cầu. Đầu tiên vẫn là cái tiền bạc. Tiền bạc đặt trên hết, các thứ khác cũng không quan trọng. Tiếp đó là đến cái tình cảm, tình yêu. Và khi mà hai cái thứ kia được thì người ta bắt đầu người ta mới mưu cầu đến cái sức khỏe và mưu cầu đến cái tuổi thọ của con người. Và cái vấn đề tuổi thọ của con người thì để mà tiên đoán được chính xác thì khá là khó, nhưng mà chúng ta có thể tiên lượng được nó nằm ở trong khoảng nào. Thì điều đó là có thể vì trên lá số tử vi nó thể hiện cái cuộc đời của con người ở trên đó. Cái mệnh như thế nào, là cái thân như thế nào, là những cái năm tháng chúng ta đi qua như thế nào, bệnh tật của chúng ta như thế nào, nó đều thể hiện hết ở trên đó. Vậy là chúng ta hoàn toàn có thể xem được, mình có thể là tiên lượng được một khoảng thời gian nào đó thôi, không được cái khả năng là chính xác lắm đâu. Đầu tiên là về cái tuổi thọ thì mình chia làm hai phần. Thứ nhất là thọ mệnh, chính là cái thọ của cái cơ thể của mình. Nó là cái phần mà cơ địa của mình, phần ADN gen của mình, cơ địa của mình tốt, có nghĩa là những cái người mà có cái cơ địa tốt, đáng ra là cái cơ địa của họ có thể sống đến 100 tuổi, 120 tuổi. Đấy là do, đây là chưa đến tính đến cái tình trạng bên ngoài, những cái yếu tố bên ngoài tác động vào, cái yếu tố của bệnh tật này, cái yếu tố thời tiết này, cái yếu tố của cái thiên tai này, tai nạn này. Đấy, có nghĩa là chưa tính đến thì chỉ tính đến cái cơ địa của người đó thôi. Đúng không? Ví dụ những cái người mà có cái sao tham lang chẳng hạn thì thường là họ sẽ sống được khá là lâu, người của thiên lương chẳng hạn. Đấy, đấy là khi mà chưa tính đến cái vòng vận này, chưa tính đến cái tai nạn này, cái bệnh tật đấy. Và thứ hai là cái liên quan đến cái thọ thân, thọ mà đấy, khi con người ta trải qua các cái vận mệnh đấy. Trải qua các cái vận mệnh này, trải qua các cái bệnh tật này, tai nạn này, đấy, các cái biến cố của lịch sử, biến cố của thời gian. Đấy là cái gọi là cái dòng đời của chúng ta. Khi mà nếu mà những người mà cái vòng vận tốt ấy, thì họ có thể đi hết được cái tuổi thọ mệnh của họ, đúng không? Nếu mà cuộc đời xấu ấy, kể cả khi mà cái thọ mệnh của họ lớn thì họ cũng không thể nào mà đi hết được. Gặp quá nhiều cái tai nạn, gặp quá nhiều cái bất biến cố thì họ cũng không thể sống được hết cái thọ mệnh của họ được. Và trong lá số tử vi thì để mà xét được cái tuổi thọ thì chúng ta cần phải xét khá nhiều. Đầu tiên vẫn là cái xét mệnh, vạn sự bổ mệnh. Mệnh nó chính là cái cốt lõi, chính là cái con người của chúng ta, chính là cái tính cách này, chính là cái hình dáng này, cái bộ gen của chúng ta nằm ở trong đó. Có cái câu là mệnh tốt không bằng thân tốt, đúng không? Thân tốt không bằng phúc đức tốt, phúc đức tốt không bằng vòng vận tốt, đúng không? Cái câu này nó cũng khá là tương đối đúng. Đầu tiên là vẫn là cái mệnh, mệnh sau đó đến cái thân, thân là cái về cái hậu vận của mình. Thế nhưng mà cái thân nó lại chi phối rất nhiều bởi cái mệnh, đúng không? Vì mệnh nó là cái cốt lõi rồi, nó là cái tính cách của con người rồi, và cuộc đời con người là nó thay đổi là dựa theo cái tính cách của con người. Thân nó chỉ là cái xu hướng là sau này mình sẽ thay đổi theo như vậy thôi. Nó vẫn là cái mệnh, mệnh vẫn là cái ADN, vẫn là cái cơ địa của mình. Nó như thế nào, cái thân nó chỉ là cái yếu tố bên ngoài thôi. Hay là phúc đức này, phúc đức là một cái khá là khó tả trong cuộc sống. Nó là cái bao trùm chúng ta. Đôi khi chúng ta chỉ biết đến nó là phúc đức thôi, không biết nó là cái gì cả. Đôi khi những người làm phúc, người ta làm những việc phước thiện ấy, nhưng mà người ta cũng không được cái đền đáp xứng đáng, cũng vẫn họ vẫn gặp những cái chuyện rất là đau thương, rất là khó diễn tả cái cung phúc này. Hay là cái tiếp đến là cái cung tật. Cung tật là một cái cung nói về cái bệnh tật của chúng ta. Đấy, cái cung tật này cũng rất là quan trọng, nó nói về tất cả như là bệnh tật này hay là cái tai nạn của mình, nó cũng làm hết ở cái cung tật này. Theo mình thì nó cũng là một cái cung rất là quan trọng. Và là cái vòng vận đặc biệt rất là quan trọng, nó ảnh hưởng rất nhiều đến con người. Kể như cái con người ta có thể sống rất lâu, cái thọ mệnh của họ, cái cơ địa của họ rất là lâu, nhưng mà khi mà đến cái vận rất là xấu, gặp những liên tục vận xấu thì con người ta cũng không thể nào mà trụ vững được.
Đấy, chúng ta đi tiếp vào cái phần mà cái thọ, những cái bộ sao mà có cái thọ trường lớn. Đấy. Đấy, thì theo như mình nghiệm lý được thì đầu tiên vẫn là cái bộ sao Thiên Lương. Thiên Lương mang cái sao là hành thổ, không phải là hành mộc, thổ đới mộc ấy. Cái hành thổ này trong ngũ hành, trong cái lý thuyết ngũ hành ấy, thì người ta cho rằng những cái người hành thổ này họ có một, gọi là khí huyết lưu thông khá là chậm. Bình thường những cái người mà hành thổ thường là nó ăn chậm này, nói chậm này, hoạt động cái gì cũng chậm cả. Vì thế khí huyết của họ chậm, tim của họ đập chậm hơn, thế nên là cái vấn đề mà cái sự lão hóa của họ nó sẽ chậm hơn. Đấy, bên phương Tây nó gọi là cái hệ số entropy đấy. Những người mà có cái, những cái động vật mà có cái khả năng mà chuyển hóa năng lượng nhanh, hay là cái vấn đề về tim đập nhanh, nó động vật ví dụ như chuột chẳng hạn, nó tim nó đập rất nhanh, những cái vòng đời của nó sẽ không được cao. Những người mà sống chậm nhé, vòng đời của họ rất là cao. Sau sống càng chậm thì cái người ta thọ càng lâu. Hay là cái người của sao Tham Lang này, Tham Lang thủy đới mộc, đây là cái gọi là cái ngôi thủy tổ. Tham Lang nó là cái gốc gốc của cung phúc. Mà cái người Tham Lang thường dễ, người ta thọ trường rất là lâu, người ta có cả cái gốc gốc mộc ở trong nữa. Đấy. Không phải là thủy không. Một trong những cái cách mà Tham Lang sống thọ là khi mà Tham Lang lâm một cái đất trường sinh, hay là Tham Lang mà lâm một cái đất dưỡng. Đấy, hai cái đất đấy cực kỳ thọ luôn. Tham Lang mà ngộ tràng sinh thọ ngang bành tổ. Một lúc nữa mình sẽ đến cái những cái lá số, có cái lá số mà Tham Lang rất nhiều lá số Tham Lang mà thọ. Tiếp đến là cái lá số của Thiên Đồng. Nhắc đến cái bộ Phúc Tinh thì không thể không nhắc đến cái bộ Thiên Đồng này. Đấy, những người Thiên Đồng thường là những người cũng sống được khá lâu. Nhưng mà khi mà cái người Thiên Đồng này mà rơi vào cái tình trạng mà họ dễ diện rơi vào cái hoàn cảnh là ăn chơi lắm. Người Thiên Đồng này họ thường của họ thường là cái họ mệnh của họ thường là khá cao. Nhưng mà do vấn đề và đôi khi là họ ăn chơi, họ không không chăm lo cho sức khỏe mấy đâu. Thế nên là cái sức khỏe của họ nó bị xuống cấp rất là nhanh. Cái bộ của Cơ Lương vẫn là cái bộ của Thiên Cơ, Thiên Lương, và khi mà Thiên Lương nó đi với cái bộ Thiên Cơ, nó gọi là một cái người ta tính toán hơn, một cái sự khoa học trong cái cách sống hơn, thì người ta sẽ sống rất là lâu. Cái bộ của Đồng Lương cũng vậy. Đồng Lương bộ Ấm Tinh mà đi với cái bộ Phúc Tinh, nó sẽ được cả hai cái hòa quyện với nhau. Hay cái bộ của sao Thiên Tướng nè, sao Thiên Tướng cũng khá thọ những người Thiên Tướng. Đặc biệt là trong cái lý thuyết ngũ hành ấy, thì xếp đầu tiên thì trong cái ngũ hành nó sẽ là những cái bộ sao mà hành thủy, vì thủy nó đại diện cho cái khí huyết ở trong cơ thể con người. Đấy. Khi mà khí huyết nó cạn kiệt là con người nó sẽ chết. Mà khí huyết nó đại diện cho cái bộ thủy, nó đại diện ở trong cơ thể con người, nó chính là cái thận, mà khai chiếu là ở tai. Những người mà tai to thì thường là cái thận khỏe, và cái tinh lực của trong người họ rất là khỏe. Thế nên mà những cái người mà vua chúa, người ta gọi là hay lạm dụng cái sức khỏe của cái bộ thận này, là người ta sẽ sớm sớm người ta không thuộc thọ, đúng không? Nhiều vợ thì nói chung là sẽ không thọ được đâu, mất cái mất mất người ta mất cái tinh khí thì là người ta sẽ không thọ được. Đấy, thế nên là cái bộ sao hành thủy là cái bộ sao mà rất là thọ. Sau đấy là những cái bộ sao mà hành 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 thổ. Hành thổ là do cái khí huyết lưu thông trong những người hành thổ khá là chậm, và thọ trường thấp nhất nó sẽ là những cái bộ sao mà hành hỏa. Vì những cái bộ sao hành hỏa, hỏa nó sẽ đốt, nó làm cho cái khí, cái thủy nó bị tiêu tan đi, gọi là người ta bị cạn kiệt cái sinh sinh khí đi. Và những người mà có bộ sao hành thổ là tim đập rất là nhanh, thường là tim đập nhanh và máu huyết lưu thông rất là nhiều. Vì thế nên gọi là cái hệ số entropy nó sẽ cao, người khả năng chuyển hóa năng lượng cao. Thế nên là người ta sẽ rất là cái tuổi thọ nó sẽ không được lâu, nên cái lão hóa người ta rất là nhanh. Tiếp đến thì các bộ phụ tinh thì có các bộ như là bộ hóa khoa này, xương khúc này. Hóa khoa nó đại diện cho cái sự mà người ta sống một cách khoa học, sống một cách có chừng mực, sống một cách có cái người ta có cái thời gian biểu rõ ràng, cách ăn uống nó khoa học. Thế nên là người ta sống lâu là bởi vậy. Và cái người cái xương khúc này, xương khúc nó là cái gốc của con người rồi. Đặc biệt là khi mà xương khúc phải đắc địa nhé, không xương khúc hãm địa thì nó lại là phản tác dụng, là cái cách mà đoán thọ. Đặc biệt là khi xương khúc hãm địa đóng một khung thân, cách mà giảm thọ rất là nhiều, nó thiên lại về một cái bộ mà liên quan đến cái bộ về dâm tinh nhiều hơn.
hai cái bộ về Phượng Các. Phượng Các đóng ở Mệnh, và là con người ta có một cái cốt cách rồi, có một cái nó giống như một cái cơ thể rồi, cái cơ thể nó được cho một cái cơ thể khác biệt hơn so với những người khác, những người Phượng Các vậy. Thường thì những người Phượng Các thường là cao lớn và họ có một cái cơ địa rất là tốt. Hay cái người của Quang Quý, Quang Quý đây là những người được ban ơn, người đặc biệt. Quang Quý và sao bộ sao Quan Phúc là những người mà được phú cho cái, có thể là người ta được ông bà tổ tiên này bảo trợ rất nhiều. Đặc biệt những người Quan Phúc là những người mà được hay giao trọng trách, đặc biệt là người ta được cái phần âm giúp rất nhiều. Để có thể là ông bà này giúp muốn cho nó sống để nó chăm lo hương khói cho tổ tiên, chăm lo phần mộ. Rất là hai cái bộ Quan Phúc này. Và những người này thường là họ sống cái phong cách của họ rất là điềm đạm, không làm những việc gì ẩu đâu. Thế nên là họ họ thường là cao. Những người nào sống chậm thì họ trường cũng thường là cao. Và một số cái sao nữa như sao trường sinh. Một là trường sinh là cái giai đoạn mà cái mới sinh ra, đúng không? Mới sinh ra thì nó gọi là cái đặc biệt, nó đại diện cho cái cơ thể của mình, là cái cơ thể nó tươi mới. Và thứ hai là cái đất đất dưỡng. Đất dưỡng là nó cũng giống cái bộ mà hành thổ ấy. Những người đất dưỡng ấy, họ cái khí huyết trong người họ chạy cũng khá là chậm, nó cứ dưỡng dưỡng chậm chậm này. Những cái người sao dưỡng ấy, thì cái tính cách của họ cũng hơi chậm chậm, mà hơi hơi chậm chậm ấy. Nó không được nhanh giống cái bộ của đế vượng đâu. Đế vượng đôi khi là nhanh quá, nên những người đế vượng không thọ được cao bằng cái bộ dưỡng dưỡng này. Nó đôi khi nó cứ chậm 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 ấy, nó như cái dòng nước chảy trong suối vậy, nhưng mà nó được lâu. Tiếp đến là cái bộ của Lâm Quan. Cái bộ Lâm Quan này cũng cũng gọi mình gọi là cũng khá là thọ. Hay là hai cái bộ mà thiên tài thiên thọ đóng mệnh này, hai cái bộ này là cái bộ mà rất là hay trong trong bộ môn tử vi. Đặc biệt là cái bộ thiên thọ này nó giúp làm tăng thọ trường của con người lên. Khi mà mệnh không có cái bộ mà không nên có cái bộ sát tinh nhiều thì thiên thọ mới phát huy được tác dụng. Hay là cái bộ của tài hiểu, đúng không? Tài hiểu là vốn là được người ta được hay được cái sự trợ giúp của mọi người. Và cuối cùng là cái bộ mà cô quả. Cái bộ cô quả đây mới mới là kinh khủng này. Mình đã nghiệm lý được một một số lá số mệnh của cô quả thiên lương, sống kinh khủng luôn. Cô quả đây mang đúng đúng cái chất là cô quả, là bị không còn ai chơi luôn, sống đến mức mà người nhà mình không còn ai cả, chỉ có mình sống thôi. Sống kinh đến mức như vậy đấy. Những người cô quả sống những cái cách đặc biệt, họ sống rất là lâu, cũng trường tồn với thời gian luôn, sống đến mức bạn bè của mình cũng đi hết, con cháu cũng đi hết, còn của mình sống, chính là cô quá này. Phần thứ ba là mình nói về một số cái cách giảm thọ. Thì đầu tiên vẫn là cái cách mà có cái bộ không kiếp này, cái bộ kình đà linh hỏa. Đây là bộ sáu sát tinh, lục sát tinh, nó đại diện cho cái thứ nhất là khi mà đóng vào mệnh thì con người ta chịu rất nhiều cái vấn đề về cái những cái tai nạn nó xảy ra, những cái việc nó không ngờ đến, nhiều cái tai nạn, nhiều cái bất trắc xảy ra. Thứ hai là nó thể hiện cho con người ta có nhiều cái ham muốn trong cuộc đời. Khi mà mệnh người ta có cái bộ lục sát này, cuộc đời người ta lên rồi nó cũng sẽ xuống, cuộc đời nó có nhiều cái đam mê, nhiều cái tham vọng lắm. Thế nên là người ta càng đam mê nhiều, người ta càng nhanh đi, đúng không? Và càng đam mê, càng ăn chơi nhiều thì tất nhiên là cơ thể nó cũng sẽ nhanh lão hóa, nhanh bị bệnh hơn, đúng không? Và thứ bảy nữa là cái bộ mà hóa kỵ. Hóa kỵ nó giống như cái mầm mống của cái bệnh ở trong người vậy. Người của hóa kỵ nó luôn là cái cơ thể nó sẽ luôn mang một cái mầm bệnh ở trong người, luôn mang một cái gì đó yếu ớt mà nó có thể bộc phát ra bất cứ lúc nào con người ta cũng thấy nó yếu yếu. Và khi mà đến hạn là cái là hóa kỵ hoặc gặp hóa kỵ nữa thì chắc chắn là bị bệnh, mà bệnh hóa kỵ là nó sẽ dai dẳng mà nó sẽ không khỏi được. Thứ năm là cái bộ của thất sát. Thất sát mà đặc biệt khi ở cư cung thân, thất sát cư thân thì trung thân thị yếu, thì đây là một cái cách đã được nói rất nhiều rồi. Đặc biệt khi mà cái thất sát nó hàm địa, nó rơi vào cái cung mà tỵ tuất nữa, thì cái cách đó càng dễ hơn. Hay là cái một số cái cách mà tuyệt mệnh rơi vào cái cung tuyệt, mà đặc biệt là khi mà những cái đại vận đầu đời mà rơi vào cái cung tuyệt thì chúng ta phải cẩn thận. Nếu mà có cái bộ mà kình đà lục sát nó kẹp hai bên nữa thì chắc chắn là chúng ta phải cẩn thận khi đại vận đó. Và cái đặc biệt là cái triệt nhá, cái triệt này nó tác dụng mạnh khi các cái bộ chính tinh mà cái thể trạng miễu vượng mà gặp triệt thì cực kỳ là nguy hiểm. Khi mà cái bộ mà sắt chính tinh mà nó trong cái tình trạng mà lạc hàm ấy thì chúng ta không sợ triệt. Cái bộ của kiếp sát nữa,
Kiểm soát đống bệnh thì con người ta nó hơi yếu yếu một chút, cái sức đề kháng của cơ thể nó đã không được tốt rồi, và cái bộ của thiên không nữa, thiên không kiếp sát nằm trong cái vòng của đạo không sát, thiên không nó là báo hiệu một cái gì đó, nó đôi khi nó là cái bất ngờ của con người, hay là cái thiên hình, cái bộ của thiên hình đây là nó đóng vai trò là cái hình phạt, hay là cái những cái tai nạn của con người, cái tai nạn bất ngờ của con người, hay là cái sao bạch hổ. Bạch hổ cũng là một cái bộ mà lục bại tinh, nhưng mà nó làm giảm cái tuổi thọ của con người đi rất là nhiều. Nhưng mà bạch hổ đóng mệnh thì người ta nói cái câu là ở nhà thì phòng chó giữ, ở lên rừng thì phòng cọp beo, đúng không? Cái bạch hổ đóng mệnh thì con người ta rất nhiều cái tai nạn xảy đến, có thể liên quan đến bệnh về cái vấn đề về xương khớp, về máu huyết nữa. Tiếp đến là cái bộ mà dâm tinh, đúng không? À đúng không, những người mà có cái bộ mà dâm tinh thì tất nhiên là cái sức khỏe nó cũng sẽ không 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 được lâu đâu, khi mà người ta khí huyết bộ người ta sử dụng cái thận nhiều thì chắc chắn là cái khí huyết của trên cơ thể con người nó sẽ nhanh cạn đi, không, cái phần thủy cạn kiệt đi con người ta, chắc chắn là sẽ nhanh đi. Bộ đào hồng này, diêu này, xương khúc hãm địa này, chính là cái bộ mà nó giết con người ta từ từ, giết từ bên trong. Hay là chúng ta có cái bộ mà thiên tướng gặp cộng với tướng quân gặp triệt lộ, lưỡng tướng không sợ sát tinh mà chỉ hiềm tuần triệt đầu mình phân hai, đấy là cái cách mà tướng quân gặp cái bộ triệt lộ. Hay là đặc biệt các cái bộ mà sao chính tinh mà trong cái thể trạng miếu vượng mà lại gặp cái bộ triệt lộ không vong và tuần trung không vong thì rất là sợ, đặc biệt là những cái đại vận đầu đời. Sau đây một số cái lá số yếu mệnh. Đây là có một cái lá số của cái người kiến trúc sư, sinh năm 1992, mất năm Dần, khi đó năm Dần này, năm Dần cái cung hạn nó rơi vào cái cung có cự môn của Bạch Hổ, Hoa Cái, Tấu Thư, đất mộ, bên đối cung thì có cái bộ địa kiếp chiếu về. Đầu tiên là cái mệnh này là vẫn là cái mệnh vô chính diệu này, đây là một cái mình lấy sẽ lấy hai lá số mệnh vô chính diệu để chứng minh cho mọi người. Vô chính diệu cũng có thể chết sớm và vô chính diệu cũng có thể thọ rất là lâu. Mệnh có bộ thiên không, mệnh vô chính diệu có thiên không, có đào hoa, có mộc dục. Cái cách đây là cái khi mà đào hoa đóng mệnh thì con người ta có được cái tài năng rất là giỏi. Anh làm kiến trúc sư mà, kiến trúc sư vẽ rất là đẹp, kiến trúc sư và cái kỹ sư mà hay phải đi công trình nữa. Đấy, mệnh là thiên không ở mệnh con người, cuộc đời được mất vô thường người ơi. Thiên không cũng là một cách giảm thọ khi mà kiếp sát luôn nằm trong cái tam hợp của thiên không. Mệnh có mộc dục đào hoa, vậy là con người cũng khá là có cái khả năng về sinh lý khá là tốt. Và cái chúng ta xem cái cung thân của anh ấy, ví dụ cung thân của anh ấy nằm cái bộ của liêm trinh thất sát, đúng không, đây gọi là cái cách mà thượng lộ mai thi thất sát cư thân trung thân thị yếu nữa. Khi mà cái cung thân ở đây là mình đã đoán trước được là cái vận mệnh là nó sẽ không được, cái thọ trường nó cũng sẽ không được dài lâu đâu. Cung Phúc Đức lại có bộ hóa kỵ, đúng không? Hóa kỵ rất là xấu, văn xương hóa kỵ, miêu nhi bất tú nhan hồi, văn xương hóa kỵ uổng đời tài hoa. Có cả hóa kỵ, có linh tinh, có lưu hà. Linh tinh ở đây là cái sao đoán thọ tinh vậy đấy. Trong cái dòng họ này nó đã có một cái truyền thống rồi, một cái gen. Cung Phúc chính là cái gen của dòng họ. Cái gen là dòng họ này sẽ không, sẽ có rất nhiều người mà không thọ được cô thần, có lưu hà. Phúc có phá quân, có vũ khúc này rất là xấu. Cung Phúc nhá, cung cung thân, cung Phúc và cung Tật này. Cung Tật năm nay có, cung Tật có bộ cự môn, có bạch hổ, hoa cái, đường phù, và là Tật có cả bạch hổ nữa. Vậy là cái cách này cũng khó khó được thọ. Bạch hổ đóng cung Tật, bạch hổ nó chính là cái nghiệp duyên hạn đến bạch hổ là thường là về tai nạn, về máu huyết, ngã nguội, ngã nghẹo các thứ, đúng không? Đấy, thì anh này mất trong một cái đợt là đi công tác, mệnh rơi trên cao xuống. Cái lưu hạn năm 2022 năm Dần rơi vào đúng cung Tật Ách, năm 31, chính là năm 31 tuổi. Năm 31 tuổi lưu đại vận cũng rơi vào cung Tật Ách luôn. Cái này gọi là đại vận tiểu vận trùng phùng hết vào cung Tật Ách, lưu thái tuế trùng phùng luôn vào cung Tật Ách. Vậy là rất nhiều cái dẫn đến cái chúng ta phải đi trong cái đại vận có bạch hổ này, mệnh có thiên không, trong cái đại vận này có hóa kỵ, có linh tinh, gọi là cái bộ mà linh xương đả vũ rồi, có đủ cả rồi.
Đại vận đến cái khi mà gọi là đại vận tiểu vận trùng phùng đó, thuận thì cát lợi mà hung thời chuyên chuyên, vậy là dễ, ta dễ mất trong cái đại vận mà có cái có cái đại vận gọi là cái khi mà cái đại vận và tiểu vận trùng phùng gọi là nó gấp đôi cái sự nguy hiểm lên rất là nhiều. Năm có hoa cái của đường phù, đấy tượng cho cái gọi là khi mà hoa cái đến đến vận, có nghĩa là những cái người tôi tớ nó đến nhà. Tăng môn là cái tượng cho cái tiếng khóc thôi, tăng môn có thiên sứ, có thiên la phải khổ. Đấy, đây là một cái lá số yếu mệnh, mệnh vô chính diệu có đào hoa thiên không ở mệnh. Thần thần có kiếp sát, thọ trường 31 tuổi. Đây là một cái lá số thọ, nó cũng là một cái lá số mà mệnh vô chính diệu. Cái lá số này, mệnh vô chính diệu có xương khúc đắc địa ở mệnh, có bộ phục binh kiếp sát, lâm có đất tràng sinh. Mệnh vô chính diệu nằm ở cái bộ có cự nhật chiếu, cung thiên di lại có triệt lộ tướng quân, thân cư quan có đào hoa có thiên không, cung thân có đào hoa có thiên không có đồng âm cư tí, vẫn là một cách mình thấy là cái cách này cứ cung thân, cung mệnh vô chính diệu thì hầu như là nó không có một cái gì đúng không, không có triệt lộ, không có hung tinh đắc địa đúng không, nhưng mà nó lại có cái bộ xương khúc đắc địa ở mệnh rồi. Xương khúc đắc địa nó tăng thọ trường, tràng sinh đế vượng nó cũng tăng tăng thọ trường cho cái người này. Cung thân họ có bộ thiên không đó, thiên không nhưng mà gặp cái bộ mà quang quý rồi, quang quý đào hoa có tứ đức chiếu về, vẫn là một cái cách khá là ổn đúng không. Cung cung thân lại có cái bộ mà lộc đó, hóa lộc nhưng mà có lộc tồn chiếu viên, gọi là cái cách uyên ương lộc hội đúng không. Cái cách này cũng khá là đẹp. Cung thân thì mình thấy là nó cũng khi mà có thiên không ở cung thân thì người ta không nên mưu cầu nhiều thì người ta mới có thể sống được lâu, nếu mà người ta càng mưu cầu nhiều người ta càng càng rơi vào cái vòng xoáy của thiên không. Khi mà có quan quý ở đây là có nghĩa là người ta khá là giác ngộ, là thiên không đi với quan quý là cái giác ngộ của con người người ta, mà lộc tồn với hóa lộc là hai cái bộ sao lộc đúng không? Lộc tồn với hóa lộc và cả đào hoa nữa, khi người ta biết cách hưởng thụ thì người ta có thể sống mà cuộc sống khá là vui vẻ. Khi có đào hoa thiên không là con người đôi khi là cái thời gian rảnh rỗi của con người ta rất nhiều, người ta dành thời gian để đi chơi được, người ta phải biết cách người ta sống thì người ta có thể sống rất là lâu. Kể cả khi mà cái đại vận của cung thiên di có cái đại vận của thiên tướng và tướng quân gặp triệt triệt lộ đây mà người ta vẫn đi qua được cái đại vận đó để đến họ trường, người ta có thể đến 89 năm 89 rất là lâu. Thì năm 89 mà gọi là đi đến cái đại vận của thiên không, thiên không vào đại vận, khi mà gặp cái đại vận thiên không thì nếu mà nó nằm ở cái đại vận mà tầm bảy mấy tám mấy rất là nguy hiểm. Vậy là khi đến cái đại vận này, người ta đi qua được cả cái đại vận của thiên tướng gặp triệt lộ này, đại vận của tướng quân triệt lộ hóa kỵ này, đến cái đại vận 89 thì phải 85 này phải dừng lại thôi. Đấy, khi mà 85 đây, 86 đây, 87, 88, 89 đại vận vào cái cung tử tức có bộ liêu thiên mã nhập mệnh, gọi là cái năm đó là cái năm ngựa xe nó chở mình đi, liêu mã liêu tang nhập vào cái cách mà ngựa xe nó chở mình đi, mã ngộ lại thiên thiên mã lại ngộ với thiên hình, cái ngựa chở xác chết mã ngộ Đà La nữa, là cách toàn bộ cái cách là mình sẽ đi trong cái năm đó. Thì là năm Mão, năm Mão cái tiểu vận nó nhập vào cái cung tử tức coi năm 89 tuổi. Vậy là cái đại vận tiểu vận nó lại trùng phùng vào một nơi đúng không. Vậy là đây là cũng là một cái cách mà người ta đoán được cái thọ trường của người. Chính xác là cái nam tử đúng không? Đại vận tiểu vận trùng phùng, đây là một cái cách mà để mình giới thiệu về hai cái lá số, một cái lá số thọ và một cái lá số là không thọ, cũng là mệnh vô chính diệu. Thì sau đây là mình xin hết cái bài ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.